大家好。第八课，拜8，tương ứng với phần tiếp theo của bài 17, quyển 2. Đầu tiên hãy hỏi, bạn có phải là đang nghe nhạc hay không vậy? 你是不是在听音乐呢？ Không, không có. 没有。没有。Đây là cách phủ định cho hiện tại và quá khứ của hành động. Bây giờ hãy nghe từ ghi âm. Lù yên. Lù. Lù. Yên. Yên. Lù yên. Lù yên. Nghe ghi âm. Thính lù yên. Thính lù yên. Ghi âm bài khóa. Khở vấn lù yên. Khở vấn lù yên. Nghe ghi âm bài khóa. Thiên khở vấn lù yên. Thiên khở vấn lù yên. Đang nghe ghi âm bài khóa mà. Tại thính khở vấn lù yên nè. Trần giải thính khở vấn lù yên nè. Bạn cũng có thể chỉ dùng từ trần trong trần giải để nói đang. Trần thính khở vấn lù yên nè. Trần thính khở vấn lù yên nè. Mình đang nghe ghi âm bài khóa mà. 我正听课文录音呢。Không có, mình đang nghe ghi âm bài khóa mà. 没有，我正听课文录音呢。没有，我在听课文录音呢。没有，我正在听课文录音呢。Hãy hỏi lại, bạn có phải là đang nghe nhạc không vậy? 你是不是在听音乐呢？ Không có, mình đang nghe ghi âm bài khóa mà. 没有，我正听课文录音呢。没有，我正在听课文录音呢。没有，我在听课文录音呢。Bây giờ hãy nghe từ việc, sự việc. 是 事儿 việc gì? 什么事 什么事儿Việc hôm nay, việc của ngày hôm nay. 今天的事儿。今天的事儿。Việc của ngày hôm nay tôi biết. 今天的事我知道。今天的事儿我知道。Có việc. 有事。有事儿。có việc gì? 有什么事。有什么事儿。có việc à, có việc không? 有事吗?有事儿吗? buổi chiều bạn có việc không? 下午你有事儿吗?下午你有事吗? Hãy hỏi lại, bạn có phải là đang nghe nhạc không vậy? 你是不是在听音乐呢?
Không có, mình đang nghe ghi âm bài khóa mà. Mấy hiểu, vừa trần thiên cửa vấn lũ yên nè. Buổi chiều bạn có việc không? Xa ủ ní ổ sư mà. Xa ủ ní ổ sơ mà. Không có việc gì, nguyên văn là không có việc. Mấy hiểu sơ. Mấy hiểu sư. Bạn cũng có thể nói là mấy hiểu sơ mơ sơ. Mấy hiểu sơ mơ sư. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Sủi cảo. Chèo zi. Nửa kg táo. Y chín bình quả. Nhân viên giao dịch. Yến yệ yuán. Ở tầng 18 cửa 1. Trụ 18 lầu y mẩn. Hiệu trưởng Mã hoan nghênh anh. Mã xiao trưởng hoan nghênh nín. Bạn học mới. Xin thống xuế. Của mình rất cũ. Wo de hen jiu. Một lọ nước hoa. Yi ping xiang shui. Gần đây vừa khai giảng. Zui jin gang khai xue. Một tấm ảnh của cả nhà. Yi zhang quan jia de zhao pian. Giám đốc của công ty. Công sư de jing li. Đại khái có hơn 100 nhân viên nước ngoài. Đại khái có 100 đô cơ ở ngoại quốc trí yuán. Chúng ta đi. Giám mân dẫu. Thường hay mượn sách. Tráng chìa su. Ôn tập bài khóa học trước từ mới. Phụ xí khờ vấn, ư xí sinh từ. Nói chuyện với bạn bè. Cân phấn yếu léo thiêr. Phim điện ảnh và phim truyền hình. Điện ảnh hờ điện sư trụ. Chủ nhân nghỉ ngơi, chủ nhân nghỉ. Xin chi rì xiêu xỉ. Đi siêu thị. Chủy chào sư. Đi công viên chơi. Chủy công viên wán. Lúc mình ra đây, lúc mình ra ngoài. Wo chu lái de shi hou. Chính là đang nghe nhạc đấy. Zheng zai tīng yīnyuè nè. Đang nghe ghi âm bài khóa mà. Zheng tīng kè wěn lǔ yīn nè. Có việc. Yǒu shè er.